Giờ mình tiếp tục làm cái này ha. Mình ở nhà thì cho ăn cho uống là ngập mặt luôn à. Thấy sợ rồi xong rồi nó ngán nó không muốn ăn luôn. Năn nỉ. Đây là trái lai hắng quả các bạn. Hồi xưa mình không biết. Mình bỏ vô nồi hầm chi cho nó mệt đó. Chưa hết mà nó đã ra nước đục đục rồi nha. Một hũ như vậy mình sẽ cho 400 thôi. Rồi sau đó mình để chờ hồi tí nữa nó ra, thế là mình uống thôi. Và được một phần nước uống nha. Rồi bây giờ mình sẽ